việc là một ngày vui các bạn ơi. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục xẻ một đoạn gỗ gõ đỏ ở bên xưởng của anh Công. Đây, đây là bác khách hàng, chào cho bác nhá. Bác quay video, chào bác. Bây giờ sẽ là xẻ đoạn gỗ gõ đỏ này. Các bạn nhớ là những video lần trước có tập 1, tập 2, tập 3 thì con mình không đi tập đâu. Nhưng mà đã xẻ những đoạn trước đó rồi, ngày hôm nay lại tiếp tục xẻ một đoạn nữa ở cái container gỗ gõ siêu đẹp, siêu vân và siêu to khổng lồ này. Thực ra nói là siêu to khổng lồ mà so với mấy cái cây mi 500 với mấy cái mi 700 thì chắc chắn là không thể nào bằng được rồi, đúng không? Đây. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng vanh 400 luôn đấy các bạn. Này, nhìn được. Mật cầu thang nó làm 3 phần rưỡi. Chúng ta sẽ cùng xem video để xem là cái cây này xẻ ra được những gì các bạn nhé. Và nó có được thành công như những đoạn trước không các bạn nhé. Đấy, nó khác đi rồi. Thành công hơn cả cái khúc thứ nhất, thứ hai cơ, khúc này khúc thứ ba. Đây, đây mình quay cho bạn xem này. Trời ơi, nếu mà các bạn đứng thực tế ở đây thì các bạn phê luôn. Nếu mà các bạn đứng thực tế ở đây, Vân nói nhắc lại, đứng thực tế ở đây các bạn nhìn thấy các bạn phê luôn. Tại vì cái màn hình video khi mà quay lên nó không thể nào đẹp như là mình nhìn trực tiếp được đâu các bạn ạ. Đây này, nó giấu đi tới 30% cái vẻ đẹp của nó luôn. Đấy, chứ còn đứng thực tế ở đây mà các bạn cảm nhận thì các bạn thích luôn các bạn ơi. Đây, đây mới là mạch thứ hai thôi nha các bạn nhá. Mạch cưa thứ hai. Cái khúc gõ này nó rơi vào khoảng mấy tấn nhỉ? Mấy 4, tấn nhỉ các nhỉ? 4 tấn 3. 4 tấn 3 các bạn ạ. 4 tấn 3 cái khúc này nhá. Đấy, ôi đẹp chưa? Tí nữa lại quay, mình lại quay cho bạn xem nhá, thêm mạch nữa mình lại quay nhá. Mạch xẻ thứ tư các bạn nhé. Mạch xẻ thứ tư.
Đây các bạn ơi, đã xẻ ra được tấm chiếu rồi các bạn nhá. Sau 3 4 mạch. Dính kiểm không? Xẻ hết dính kiểm không? Chiếu này. Đây. Quét cho các bạn xem. Này chim đi, kiếm mấy đồng này chim. Đây, live chim. Đây, quét cho bạn xem này, đẹp chưa? Đấy. Đấy. Đấy, ui trời ơi. Sao cứ gặp nước là cái gì cũng đẹp thế nhỉ? Cứ phải có tí nước. Nước thì ai chẳng thích. Ngoài mình mát. Nước thì ai chẳng thích. Nước thì ai. Đã chết rồi. Đây, chiếu cho các bạn xem nhá. Đây, chiếu cho các bạn. Bác chủ sở hữu được cái khu gỗ đẹp thế này đây các bạn ơi. Đấy, mặc áo com lê rất là đẹp trai, màu trắng nhá. Lại được vân đẹp nữa. Đấy. Gỗ đẹp, vân đẹp. Qua lớn bảo đẹp. Qua lớn hôm qua cũng kiểu cái tầm tuổi như không, hôm qua trẻ rổ hôm qua không ít bỏ. Bảo hành trẻ được 2 tấm 80, 4 tấm 80. Cuối cùng trẻ được 6 tấm 90, 95. Ông sướng. Sướng. Hôm nay vẫn còn điện thoại, cảm ơn dối dít. 2 đoạn. Mỗi đoạn trẻ được 1 đôi. Đây các bạn thấy không? Khách hàng là sau khi xẻ gỗ là vẫn điện thoại quay trở lại, cảm ơn dối dít. Đấy. Vì trẻ đẹp quá các bạn. Đấy. Đấy. Nghe là công mà lấy đấy là. Đấy, rộng chưa các bạn ơi, đẹp chưa? Wow, tầm chiếu rộng như này. Chưa hề gặp ruột luôn. Đây, đây đẹp quá. Đây gọi là... Không sao, đấy ông mặt đấy, đẹp. Chiếu đây, chiếu tời lên đây để chốc dăm cạnh các bạn nhá. Còn bây giờ vào xem trong chỗ này thôi nào. Đây gọi là kinh nghiệm của những người xẻ gỗ. Là đến đoạn nào thì chúng ta bổ chiếu thì sẽ đẹp. Đấy. Vừa hay chớm đến ruột thì đã được chiếu. Và tấm chiếu cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây, kia kia này. Đây. Vân này mới ghê. Vân này mới ghê này. Vân này còn hơn cả vân mình. Ủa vân còn hơn cả mình. Đấy. Thì tóc toàn chỉ nhỏ. Vân này đẹp hơn cả vân công luôn. Đây. Này bào lên chỉ nhỏ. Đấy, đẹp không? Cậu ấy cũng nhận nó luôn. Cậu cháu mình lúc mới trẻ ra nhìn Vân này lúc bào lên mới thấy cái điểm trắng nó nổi lên nhỉ. Bào lên mới cái trắng mới nổi. Đang nổi đây này. Đây những cái trắng trắng này nó sẽ nổi lên rất là đẹp luôn. Và bây giờ mọi người ơi là lúc 11 giờ 30 phút. Khúc gỗ này được cẩu vào hồi sáng nay. Sáng nay lúc tầm 8 giờ. Thì bây giờ đây. Đây là những cái mạch xẻ 4 phân để khách hàng làm huỳnh với làm cái cửa nha các bạn nhá. Còn đây. Wow, xẻ được đến hết ruột rồi. Đoạn ruột thì mình không có ở đây để quay video. Bây giờ sang chiếu. Wow, đây các bạn nhìn thấy chưa? Tầm này nhá, trưa nắng lên. Ánh sáng tốt hơn. Ánh sáng tốt hơn nên là video quay rất là thật gỗ luôn các bạn ạ. Rộng được tới 1m3 luôn các bạn nhá. 130. Đấy, đó. Rộng 1m3 và dài là 2m7 phải không ạ? Phải 2 mét mấy? 2m7 phải không ạ? 2m7 nhá, các bạn nhìn thấy không ạ? Lúc sáng ánh sáng không được tốt nên là mình có nói rằng là nhìn trên 26 thôi. Nên là mình có nói với các bạn là nếu mà các bạn đứng trực tiếp ở đây ý, thì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ ánh sáng tốt hơn thì phải nói là được đến 99% độ đẹp của nó. Đây, Vân đang hứng chọn ánh sáng để có thể là quay một cách thực tế nhất cho mọi người xem. Cho dù mọi người ở xa, mọi người vẫn có thể mua được hàng hóa chất lượng như ý của mình các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết thì xưởng gỗ của anh Công ở Bãi Ổi, Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang là cơ sở chuyên sưu tầm và phân phối bán những cái loại gỗ quý, gỗ mà nó có những cái đặc điểm đẹp, đột phá thì các bạn có thể liên hệ với anh Công. Có rất là nhiều những cái khúc gỗ gõ mà chưa có xẻ ra và vẫn còn đang chờ khách hàng.
và lúc nào mà có thời gian thì lại test Vân cho các bạn xem. Còn như bạn đã biết thì cái khúc này là một cái cây dài mười mấy mét, nó đóng trong một cái container có tầm 5 khúc như thế này. Thì khúc này là khúc thứ 3 được sẻ cho khách hàng nhá. Khách hàng nhìn thấy đẹp, khách hàng mua. Và đây là khúc thứ 3. Còn 2 khúc nữa ở trên bãi. Như vậy là các bạn vẫn còn cơ hội để mua những khúc gỗ đẹp như thế này. Vì cái cây này người ta cắt để đóng vào container là có tới 5 khúc liền. Đấy, thì bán 3 khúc rồi, còn 2 khúc nữa. Còn 2 khúc nữa thì các bạn nhớ nhé, liên hệ với anh Công theo số điện thoại 0912 190 886 và số có kết nối Zalo là 0942 506 545. Ok, chiều mình lại quay video tiếp, bây giờ mình về ăn cơm đã. Đây các bạn ơi, bây giờ thì sẽ dựng hai cái tấm chiếu song song và sạc một phát, hai phát luôn. Kinh chưa? Các bạn thấy ghê chưa?